Mà trẻ đó anh tháng chục triệu. Mẹ rồi trơm đâu lên đây mới mua cái trơm tao đây đừng về được một triệu tao không có bán. Ô đẹp quá vậy. Hình trái tim. Xém rụng. Này phải Tết nè. Nó trẻ năm trái chứ nó có nghề. Đúng. Thế sao mà cũng bị. Cũng phải lát chứ vô trong là phải lát chứ. Đừng cho giống không. Đi mua ạ. Ăn y như dừa nước. Đặc sản miền Tây. Này miền ăn hai trái giờ chóng mặt rồi bay. Chúng mày về trễ ngủ đi bị. Ăn nhiều kìa nó mới bị. Hai trái giờ chóng mặt à. Dứt. Y như trứng rắn. Rồi quay hả? Ừ, quay. Thôi ăn ít thôi gì ơi. Thầm gì? Ăn tan nhiều trái chứ nó gì? Ê, tách cái này ra coi. Hai trái không dám ăn nhiều mà giờ nghe cây sẵn. Cái dao ta tách. Cái tay lọc cái lỗ ra thôi. Không có một nó còn lớp ở trong nữa. Ăn cái thạch trong. Nè lột lụa lại ra cái này. Còn trong đây chung là ta phải tách ra vậy đó. Y như dừa dừa. Nước này hấp luôn cũng được. Cái thảnh ta rộn là chùa là cái lỗi trong trắng đó. Cái cơm y như dừa nước vậy á. Cái trái kia còn quá thôi. Được cái trái kia tách ra kìa. Trời ơi bà Diệp ăn hầu tôi mà ăn bà. Ăn đi. Ăn cái tối này hết nhất tài. Ăn hết nhất tài. Ngủ lấy gì nhất. Ngủ quên. Đúng rồi ăn này hết nhất.